Giá gân Liam Neeson tái xuất trong siêu phẩm Retribution. Liam Neeson là một trong số hiếm hoi những ngôi sao hành động giữ được phong độ lâu nhất Hollywood. Dù đã bước qua ngưỡng cửa 70, ông vẫn đều đặn chiêu đãi người xem những tác phẩm hành động hấp dẫn và kịch tính. Sắp tới đây, giá gân sẽ tái xuất trong Retribution, tên tựa Việt là Trừng Phạt, một siêu phẩm tốc độ cao với những màn đua xe kịch tính và đấu trí căng thẳng. Trong Retribution, Liam Neeson vào vai chuyên gia tài chính Matt Turner. Trong lúc lái xe chở hai con đến trường như thường ngày thì ông bất ngờ nhận một cuộc gọi từ kẻ bí ẩn. Hắn tiết lộ đã gài một quả bom ngay dưới ghế ngồi của Matt và sẽ phát nổ nếu ông đứng dậy. Tên khủng bố còn nhắc đến số tiền 208 triệu euro trong quỹ đen của Matt. Đáng sợ hơn, các con ông cũng không thể ra ngoài. Cả ba người bị kẹt trên chiếc xe hơi chật hẹp và có thể đối mặt với cái chết bất kỳ lúc nào. Không những thế, Matt còn bị cảnh sát truy đuổi và nghi ngờ chính ông mới là tên khủng bố. Dường như chuyên gia tài chính đã rơi vào cái bẫy. Từ đây, Matt buộc phải dấn thân vào một cuộc chạy trốn nghẹt thở, đồng thời đấu trí căng thẳng với kẻ thù ác để tìm cách thoát khỏi tình huống hiểm nghèo và bảo vệ các con. Mọi thứ ngày càng trở nên đáng sợ khi kẻ bí ẩn chứng tỏ mình không hề nói đùa bằng cách cho nổ bom sát hại hai người bạn của Matt. Retribution được đạo diễn Nimrod Antal làm lại từ bộ phim cùng tên ra mắt vào năm 2015 của điện ảnh Pháp Tây Ban Nha. Bản gốc đã nhận được vô số lời khen và nhiều đề cử danh giá. Bản thân Nimrod Antal cũng là cái tên đứng sau nhiều tác phẩm đáng nể như Vacancy, Predators và chỉ đạo một vài tập của Wayward Pie cũng như Stranger Things mùa 4. Hãng The Picture Company và TF1 Films Production cũng là một nhà sản xuất của Nonstop và The Commuters. Hai siêu phẩm tốc độ lấy bối cảnh máy bay và tàu hỏa cũng có Liam Neeson đóng chính. Retribution, tựa Việt Trừng Phạt, dự kiến khởi chiếu ngày 15 tháng 9 tại các rạp trên toàn quốc.